Xin chào anh chị và các bạn. Trong video ngày hôm nay thì tôi xin giới thiệu anh chị và các bạn bộ gậy MTG015 dành cho nam của PGM. Đây là một bộ gậy được thiết kế có kiểu dáng, mẫu mã vô cùng mạnh mẽ. Sau đây chúng ta sẽ đi vào chi tiết của bộ gậy này ạ. Chúng ta sẽ đến với cây gậy phát bóng, cây driver. Đầu gậy được làm hoàn toàn bằng titanium và nó có thiết kế rất nam tính, mạnh mẽ. Thân gậy thì được làm bằng graphite, còn gọi là sợi carbon tổng hợp. Cán gậy được làm bằng cao su cao cấp, có thiết kế đặc biệt để đạt độ ma sát cao nhất. Tiếp đến thì chúng ta sẽ đến với hai cây gậy gỗ, một cây gỗ 3 và một cây gỗ 5. Phần đầu gậy của hai cây gậy này thì được làm bằng hợp kim titan cao cấp. Phần thân gậy thì vẫn được làm bằng graphite và có hai loại, một loại cán S và một loại cán R. Cán gậy thì vẫn được làm bằng cao su và được thiết kế đặc biệt để đạt độ ma sát cao nhất. Trong bộ gậy này thì chúng ta sẽ có một cây gậy Line Rescue 4H có góc lóp là 21 độ. Đến với bộ gậy sắt thì chúng ta sẽ có 7 cây trong bộ gậy, từ cây gậy số 5 cho đến cây số 9, thêm hai cây kỹ thuật gậy P và gậy S. Phần đầu của bộ gậy sắt thì hoàn toàn được làm bằng thép không gỉ, được thiết kế những đường rãnh chi tiết để đảm bảo cho những cú swing được chuẩn xác nhất. Cái gậy butter này thì có dạng là blade butter, có đầu gậy mỏng và nhỏ hơn một số cái gậy butter thông thường. Phần thân gậy được làm bằng một loại thép cứng, chiều dài là 34 inch. Cán gậy thì được làm bằng cao su cao cấp, giúp thoát mồ hôi tối đa và đạt độ ma sát cao nhất. Chỉ cần hơn 10 triệu đồng thôi là chúng ta đã có thể sở hữu một bộ gậy vô cùng tuyệt vời. Vâng, nếu như anh chị quan tâm đến sản phẩm này thì xin mời hãy truy cập vào link bên trên để biết thêm thông tin chi tiết. Còn nếu anh chị cần tư vấn kỹ hơn thì hãy gọi điện cho chúng tôi bằng số hotline ở đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị.